Trận derby thủ đô giữa Tottenham và Chelsea đã có kết quả 1-0 nghiêng về phía Chelsea. Trong khi The Blues có được chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel, thì Tottenham Hotspur đã phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Jorginho từ chấm phạt đền. Với 22 trận, Chelsea hiện đã có được 36 điểm và xếp vị trí thứ 6. Trong khi Tottenham đã ít hơn một trận và đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân lấy lần của mình, Jose Mourinho trải qua hai thất bại liên tiếp trên sân nhà ở Premier League. Tottenham đã phải trả giá vì sự phụ thuộc quá nhiều vào Harry Kane. Trong hai trận đấu gần nhất thiếu mất tiền đạo người Anh, đội bóng phía Bắc London chỉ tung ra được tổng cộng 15 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,95, hơn được đúng mỗi Burnley. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Thomas Tuchel thành huấn luyện viên Chelsea đầu tiên với sở lưới cả 3 trận đầu tiên kể từ chính Mourinho làm được hồi tháng 8 năm 2014. The Blues cũng chỉ hứng chịu tổng cộng 2 cú dứt điểm về phía khung thành của Edouard Mendy ở 3 trận đấu gần nhất của huấn luyện viên người Đức. Sau khi vượt qua đội chủ nhà Al Duhain, đại diện châu Phi là câu lạc bộ Ai Cập Al Ahly sẽ đối đầu với Bayern Munich tại bán kết của FIFA Club World Cup. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Hussein El Sahad ở phút 30, Al Ahly đã có được chiến thắng tối thiểu trước Al Duhain. Vào thứ hai tuần tới, đội bóng số 1 đến từ châu Phi sẽ có màn thử hùng với đối thủ đến từ châu Âu. Ngay sau trận đấu sớm nhất vòng 20 Bundesliga với Hertha Berlin vào đêm nay, Bayern sẽ có chuyến bay đến Doha, Qatar để tham dự FIFA Club World Cup. Với vị thế là nhà đương kim vô địch châu Âu, Hansi Flick cùng với các cầu thủ của mình sẽ bắt đầu hành trình chinh phục thêm danh hiệu này từ vòng bán kết. Odion Ighalo đã chính thức trở thành người của câu lạc bộ Al Shabab, đại diện của Ả Rập Saudi, với giá chuyển nhượng không được tiết lộ sau khi chia tay Manchester United. Tại Al Shabab, Ighalo sẽ khoác áo số 89 và sát cánh cùng với một ngôi sao châu Phi khác là tuyến thủ của Senegal Alfred Ndiaye. Ighalo có thể ra mắt ở câu lạc bộ ngay vào ngày thứ bảy tới khi họ gặp câu lạc bộ Al Rayyan ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi. Hiện tại Al Shabab đang dẫn đầu bảng hơn Al Hilal và Al Ahly 2 điểm. Ở thời điểm này năm ngoái, Odion Ighalo được Man United đưa về theo dạng chữa cháy khi mà Anthony Martial và Rashford cùng nhau chấn thương. Tiền đạo người Nigeria lập tức gây ấn tượng với 4 bàn thắng sau 8 lần ra sân, trong đó chỉ có 3 lần anh được đá chính. Arsenal đã phải chấp nhận án treo giờ dành cho David Luiz sau khi FA giữ nguyên quyết định về tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ người Brazil ở trận đấu với Wolverhampton. Trong chuyến làm khách đến Wolverhampton, Arsenal được đánh giá cao hơn rất nhiều và thực tế cũng đã chơi áp đảo trong suốt hiệp 1 và có được bàn mở tỷ số. Bước ngoặt đến ở những giây bù giờ cuối hiệp 1 khi David Luiz có pha phạm lỗi với William Jose trong vòng cấm. Trung vệ 33 tuổi khiến Arsenal vừa phải chơi thiếu người vừa phải nhận một quả phạt đền mà sau đó Ruben Neves thực hiện thành công. Tuy nhiên, ở trường hợp khác là Southampton cùng kháng cáo tấm thẻ đỏ mà Jan Bednarek đã phải nhận sau pha va chạm với Anthony Martial ở trận thua thảm 0-9 trước Man United và cũng được FA chiếu cố. Thiago Silva đã gặp chấn thương trong trận derby London vào rạng sáng nay với Tottenham. Cụ thể, ngay phút 36, cựu cầu thủ của PSG đã phải nằm sân sau một nỗ lực phá bóng. Thiago Silva tỏ ra rất đau đớn sau tình huống này. Anh nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế và lập tức rời sân để đi thẳng vào đường hầm nhường chỗ cho Andreas Christensen. Nếu như mất Thiago Silva, đây sẽ là một tổn thất rất lớn với Chelsea. Hiện tại, anh vẫn đang là chốt chặn vô cùng quan trọng ở hàng thủ của The Blues. Từ đầu mùa, Thiago Silva đã ra sân tổng cộng 21 trận trên mỗi đấu trường, trong đó chỉ có một lần duy nhất vào sân từ ghế dự bị. Ngôi sao đa năng của Barcelona, Sergio Roberto, đã gặp chấn thương dù mới vừa tái xuất chỉ được một tuần và anh sẽ phải mất thêm một tháng ngồi ngoài. Ở tứ kết cúp nhà vua, Barcelona đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân của Granada để giành vé đi tiếp và đây mới là trận đấu đầu tiên mà Sergio Roberto đá chính kể từ chấn thương gân kheo anh gặp phải hồi cuối tháng 11 năm ngoái trong cuộc so tài với Atletico Madrid. Nguồn tin uy tín tại Catalonia, TV3 tiết lộ Sergio Roberto có khả năng phải ngồi ngoài từ 4 cho đến 5 tuần. Điều này đồng nghĩa chỉ có phép màu mới giúp cho cầu thủ người Tây Ban Nha tái xuất ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp PSG trên sân Camp Nou vào ngày 17 tháng 2 tới đây. Ngoài ra, Roberto có thể phải bỏ lỡ khoảng 6 trận đấu nữa của Barcelona trong thời gian tới.